Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay, nhiều gia đình ở thành phố đã không ngần ngại nhờ người thân gửi thực phẩm cây nhà lá vườn từ quê ra dùng. Thậm chí, nhiều người còn về tận quê để săn lùng thực phẩm sạch. Thực phẩm bẩn hiện nay đang trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người dân. Thông tin liên tiếp về thực phẩm bẩn, không đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đã gây tâm lý hoang mang tới người tiêu dùng, đặc biệt là những chất hóa học độc hại có trong hầu hết các loại thực phẩm, từ tôm cá đến rau củ quả đã gây ảnh hưởng xấu và lâu dài đến sức khỏe của con người. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của thực trạng này, nhiều gia đình đang có xu hướng tìm đến các loại thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là từ những vùng quê. Hiện nay, xu hướng gửi thực phẩm sạch từ quê ra thành phố đang rất phổ biến và chuyên nghiệp. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 dài ngày, nhiều gia đình ở thành phố cho biết đã đặt mua toàn bộ thực phẩm từ cá, thịt, tôm cho đến rau củ quả ở quê để tổ chức ăn uống trong những ngày này. Hoang mang vì vài lần luộc thịt và ninh xương mua ở chợ, đun sôi thấy sủi bọt màu trắng bẩn, lại có mùi nồng rất hôi. Nhiều người đã quyết định từ bỏ mua thực phẩm ngoài chợ và nhờ bố mẹ gửi thực phẩm từ quê ra. Xem trên báo đài thấy nhiều vụ mắc bệnh vì ăn phải thực phẩm ôi thiu, mình lo lắm. Đặc biệt, nhà mình lại có con nhỏ nên việc đảm bảo thực phẩm được an toàn là điều vô cùng quan trọng. Hơn một năm nay, nhà mình chỉ ăn đồ từ quê gửi ra, một bà nội trợ cho biết. Ở quê bố mẹ trồng được nhiều loại rau như rau muống, rau đay, rau cải, rau dền nên ông bà thường gửi ra cho. Còn các loại thực phẩm, thịt cá, ông bà thường ra chợ mua giúp. Bác Hải Bình, Đường Láng, Hà Nội thẳng thắn tuyên bố, gia đình bác đã nói không với các loại rau củ quả mua ngoài chợ từ 3 năm trước. Còn các loại thực phẩm như thịt cá thì gia đình bác không ăn. Vì từ 5 năm trở lại đây, gia đình bác đã ăn chay, nên các loại rau củ quả, đậu phộng sẽ là những thực phẩm được chú trọng nhiều nhất. Thịt lợn bơm hóa chất tăng trọng, siêu nạc. Rau củ quả bơm thuốc, hôm nay để ngày mai, mang đi bán. Cá nhiễm độc. Tất cả đều vô cùng đáng sợ. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, dù quê ở tận Cao Bằng, nhưng tôi vẫn nhờ em gái ở quê chuyển các loại rau củ quả ra hàng tháng 2-3 lần, cô Hải Bình nói. Cô Bình cũng chia sẻ thêm, do cả gia đình ăn chay nên lượng tiêu thụ rau hàng ngày là rất lớn. Thậm chí số lượng rau củ quả hàng ngày từ quê chuyển ra cũng không đủ. Nên để được ăn nhiều rau sạch hơn, cô có tự tay trồng thêm rau trên sân thượng. Còn đậu phộng, cô thường đến mua tại nhà một người em làm đậu ở Nghĩa Tân. Trong trường hợp rau củ quả từ quê chưa kịp gửi ra mà rau ở nhà cũng chưa ăn được thì tôi vào siêu thị mua chứ không bao giờ ra ngoài chợ, cô Bình khẳng định. Nắm bắt được tâm lý, người dân thành thị muốn dùng thực phẩm sạch nên nhiều người có thực phẩm từ quê mang ra ăn cũng nhân tiện đem bán luôn. Vào sáng thứ hai hàng tuần, chị Thu Trang đều xách các túi thịt lợn mán, thịt gà rừng lên cơ quan để bán. Tất cả đều là thực phẩm sạch được gửi từ Hòa Bình. Giá lợn mán khoảng 120.000 đồng đến 150.000 đồng một kg, tùy loại, cao hơn giá thịt lợn ngoài chợ vài giá nhưng lại được mọi người ủng hộ và yên tâm dùng. Chị Trang cho biết, số tiền chị kiếm được từ buôn bán thực phẩm sạch còn cao gấp đôi số tiền lương hiện giờ mà chị nhận từ công ty. Trong khi đó, chị Minh Hiền, chủ một cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch online cũng bày tỏ, xuất phát từ nhu cầu của bản thân cũng như thực trạng đáng lo ngại về thực phẩm hiện nay, chị đã quyết định kinh doanh thực phẩm sạch từ quê Hòa Bình, gồm thịt lợn, bò, gà, vịt, trứng gà, mật ong rừng, rau sắng, chùa hương, rau dớn. Chị cho biết, nhờ vào chất lượng thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ, nguồn cung đều đặn, giá cả hợp lý, nên số lượng khách hàng đặt mua tại cửa hàng ngày một đông. Theo lời chị Hiền, kiếm tiền từ việc buôn bán thực phẩm sạch là tương đối có lãi. Mỗi tuần chị bán được khoảng 4-5 triệu và theo đó mỗi tháng chị bán được khoảng từ 15-20 triệu đồng một tháng. Có tháng cao điểm thì chị bán được 8 triệu đồng một ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.